Chiều ngày 10 tháng 6, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu tuyên truyền về chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2024 đã chủ trì cuộc họp ban tổ chức chuẩn bị các điều kiện tổ chức cuộc thi. Tại cuộc họp đã thông qua thể lệ, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban tổ chức. Theo đó, cuộc thi tìm hiểu tuyên truyền về chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2024 sẽ diễn ra từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm nay và công bố kết quả vào ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024. Đối tượng dự thi gồm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân đang học tập, sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh. Hình thức dự thi: xây dựng clip về tiểu phẩm, tình huống tuyên truyền về công tác chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, giải pháp, cách làm hay, sáng tạo về công tác chuyển đổi số gắn với chủ đề cuộc thi. Các tác phẩm tham gia dự thi vòng chung kết sẽ được đăng tải trên fanpage cuộc thi chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2024 nhằm mục đích tuyên truyền về công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo nhấn mạnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc thi, đề nghị các thành viên ban tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền đến các cá nhân, người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số, những tác động của chuyển đổi số đến với người dân cũng như thúc đẩy người dân tăng cường sử dụng các nền tảng do chuyển đổi số mang lại, từ đó tích cực tham gia cuộc thi. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên ban tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch, góp phần tổ chức thành công cuộc thi mang lại hiệu quả cao.